Ngày 16 tháng 11, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức tập huấn kiến thức chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2023, hỗ trợ triển khai chương trình OCOP và có sản phẩm thanh niên đạt chuẩn OCOP. Gần 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được tìm hiểu các chuyên đề như vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hướng dẫn bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Thông qua chương trình tập huấn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại cơ sở.